Chào các bạn nhé, hôm nay là buổi tối giao lưu của anh em thành tem thành phố Sling Shot Sơn La. Rồi, xong. 1, 2, 3, nè. Chuẩn bị đi nhặt cho anh nhá. Nhặt chưa? Trúng trúng vào soi đèn nhá. Mày phải thấp đèn xuống để anh nhìn dây. Đây, ok. Đấy, được chưa? Nà. Bằng solo kèo cho tem Vũ Long Vương và tem Đại Hưng. Bay. Ây da. Đại đâu? Nà, ngoan ơi. Ông trúng một đuối về luôn. Rớt. Rồi xì, đi đấm chim. Xì đâu. Bảy. Khai đi. Tung lông rồi, tung biết rồi. Rớt mà, nó rớt đâu ấy. Sạt thôi. Ra nhà đi. Còn con khao. Đây. Con chim này đít thì bắn được trúng chịu rồi. Đấy, trắng trắng đây ạ. Xịt cái chuyện bình thường. Đây, heo. Đây, đó. Ngay. Thôi. Em hôn mất. Hả? Đừng ồn quá, đừng ồn quá. Ừ. Đấy, trắng trắng kìa. Ui trời ơi. Chết rớt một con. Chưa chết đâu, chưa chết đâu. Đéo chết. Đây, còn hai con thôi. Bây giờ đến lượt ông nào. Mày vừa bắn rồi. Mày vừa bắn thì dừng. Trung đi, trung đi. Trung. Thôi, bây giờ đến lượt tao. Lại được ông kia phá này. Thôi, đúng. Thế điếu nào. Đừng có bắn vào giữa. Có một đống chim ở đấy. Đúng rồi sao. Hay cả đàn luôn nhỉ. Đấy. Ông này anh Vương bắn à. Chắc bắn xong vào đấy chắc nó bay mất luôn. Xong chưa, giờ xong chưa. Địt mẹ mỗi thằng bắn một viên nhá. Rồi dụng rồi. Hai con. Soi theo nó. Dính theo nó. Con này dính rồi. Còn con này mắc rồi. Mắc à? Trúng không. Ơi thế là ba con. Sống kìa. Ba con à? Sống à. Dụng rồi, chết rồi. Chưa. Bắn đồng viên nữa đi. Ấy, lông lá các bạn ơi. Lông liếc kiểu. Tép vào đầu. Đây nhá. Vào đầu của lá thủ Phí Văn Đức đi tiêu Mai Sơn. Một loạt đạn xong chả biết ông nào. Bây giờ thằng nào bắn ẩu đấm trận đấy nhá. Ôi, anh không có cái gì đựng à? Có túi bóng nhé. Ờ, lát được xe hết. Nó bay nhiều lắm. Đâu hết. Mất cái lá này, che lá. Không, mất con đây. Tinh rồi. Đây, soi. Cầm luôn, giữ nguyên đấy. Đèn nóng phải. Nóng à. Bây giờ, đấy, đè bồng. Đâu nhỉ? Ná. Chứ gì thấy đâu. Được. 1, 2, 3, ná lại. Chứ không được nào chỗ nào. Thấy chưa? Đè rõ chưa? Chính. Rồi xịt đít nữa. Xịt cho phát nữa. Góc này nó chết rồi này. Góc này nằm mẹ ra bắn cho nó dễ nhỉ. Dạ đúng rồi đấy. Góc này nhá. Anh chưa thấy con chim đâu. Anh bắn góc kia đi. Bắn đi anh. Bắn đi. Thế thì ra mẹ góc này bắn cho dễ không? Đây, em bắn này. Góc chéo này. Chúng anh ơi. Vẫn đéo thì nó chim đâu. Đây này, chuyên khe luôn này. Rồi ok. Quả đấy không biết là có phải con chim không, chim đủ xe. Chỗ nào? Em vẫn chưa thấy con chim đâu. Mình chưa thấy. Không, em bắn góc này chuẩn hơn này. Đấy, Hương bắn xịt này, em bắn góc này dựa dụng. Ôi, tắt đấy. Nó bay ra. Thấy rồi. Chưa. Đúng rồi. Sát rồi, đâu trúng. Đâu? Chỗ nào nhỉ? Bay ra. Nó vướng cành cây rồi anh. Bỏ xe ra đi anh nhỉ. Đâu? Anh không nhìn thấy chim các bạn ạ. Là thủ Đại Hưng. Chùm đất bằng bằng đây nhá. Anh em có vấn đề gì cứ gọi Đại Hưng. Con đầy đây này, nằm đôi đây phải à. Từ từ đi em ơi. Đâu rồi, giỏi soi đây. Có cái chỗ đâu. Lá thủ kéo phun. Chết. Đẹp, một pha rất đẹp. Mắc rồi mọi người các bạn. Cho nó một viên nữa này. Quả nó quá đẹp nhỉ. Nhìn thấy không? Ở đấy. Rớt. Phát biểu cảm tưởng nào. Quá sung sướng. Đây các bạn nha. Cây này anh em vừa nã được khoảng một đống. Rất nhiều. Chỉ bắn một cây này thôi, cự ly khoảng vài mét. Rất nhiều.
Cá sông Trường rồi. Lại phát biểu như lục. Đếm đi, đếm đi, đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 con. 22 con, 1 cây bắn 22 con các bạn. Chỉ một cây duy nhất nhỏ nhỏ này mà mình bắn 22 cây này thành nhiệt. Ôi có nữa đâu. Có đi em ơi, đợi 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 chỗ khác đi. Lưu luyến gì?